Trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là những địa hình phức tạp thì nguồn nước được coi là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, đào hồ chứa nước ngay trong rừng tại những nơi có nguy cơ cháy cao và xe cứu hỏa khó tiếp cận đã đem lại hiệu quả rất lớn. Rừng Khọp tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước được coi là một trong những điểm dễ xảy ra cháy rừng vào mùa khô. Vào thời điểm này, những con suối thuộc khu vực rừng thường khô cạn. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Ách, hạt trưởng hạt kiểm lâm Bù Đốp đã hướng dẫn các đồng nghiệp đào hố dự trữ nước ngay trong rừng. Chúng tôi đã tạo những cái hồ nhân tạo để chứa nước ở những cái khu vực là rừng Khọp mà có khả năng xảy ra cháy. Thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng được là 4 cái hồ, mỗi hồ chứa khoảng 30 khối ở trên những cái diện tích rừng Khọp. Khi đã chủ động được nguồn nước phục vụ việc chữa cháy, lãnh đạo hạt kiểm lâm Bù Đốp còn quán triệt tư tưởng cho cán bộ nhân viên của đơn vị về việc cảnh giác và chủ động đối phó với giặc lửa. Nếu mà chúng ta giữ được như thế này thì trong vài năm sau thì chúng ta nhân rộng ra những cái mô hình để mà xử lý phòng cháy và chữa cháy đối với rừng Khọp, thì tôi nghĩ rằng cái diện tích rừng Khọp nó sẽ ngày càng là có mật độ nhiều hơn, là cái hệ tái sinh của cái rừng Khọp nó sẽ có nhiều hơn, và trong vòng 3 hoặc 4 năm sau thì cái khả năng cháy rừng Khọp nó sẽ rất hạn chế. Trong mùa khô, việc chủ động nguồn nước để phục vụ cho chữa cháy là rất cần thiết. Sáng kiến dự trữ nước trong rừng mà hạt kiểm lâm Bù Đốp đang làm cần được cơ quan chức năng sớm thẩm định nghiên cứu, nếu phù hợp thì nhân rộng ra để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng.